Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì Quốc Thuận đã tới khách sạn rồi. Không biết ở bên trong, ở trong đây, cái phòng 1715 này nó có điều gì không nghe. Bây giờ cùng khám phá với Quốc Thuận. Lần trước ở đây là mình đã hài lòng rồi. Và năm nay mình quay trở lại, không biết nó có cái điều gì hài lòng hơn không, đặc biệt hơn không nghe. Xin chào Jack Candy. Candy có thể dẫn ba giới thiệu cái không gian ở đây được không? Được. Trước tiên là đâu? Đó, gì? Nhà vệ sinh hả? Ok. Thôi, nhà vệ sinh rất là bình thường. Đó, có bồn tắm không? Rồi, thôi, mình giới thiệu chỗ khác đi, mới vô cái giới thiệu nhà vệ sinh đó. Rồi. Ở đây có một cái gương. Biết rồi. Candy ơi, ba thấy trên giường có cái gì vậy? Hello. Hello Pepsi. Ở đây có nguyên một cái căn bếp nhỏ. Ở trong đây sẽ có nào. Cái tủ lạnh. Không thì bà bảo. Chút xíu nữa ba sẽ vào nha. Rồi. Rồi xong. Đâu? Đây là một căn bếp nhỏ, còn đây chính là một cái ghế. Không, ba thấy đặc biệt mấy mấy nữa xíu. Ba thấy đặc biệt nhất nè. Đó. Wow, welcome, welcome. Được trang trí bằng bằng những cánh hoa hồng và những cái lá dừa. Ở đây có một cái ba này dễ thương không là đây chính là phòng hai giường nhí. Và phòng này chắc có lẽ là sẽ là cái phòng của bạn Candy và bạn Pepsi tối nay ngủ ở đây. Bên kia mới là phòng của con. Lại đây bất ngờ lắm nè. Bye bye ba nha. Ba đó vui vẻ. Ở đây có cái chỗ này. Đâu, chỗ nào đây? Ba, wow. Đâu cái này cầm coi. Cầm đưa lên cho ba coi. Cầm đưa lên cho ba. Rồi ba qua liền. Wow. Welcome Mr. Quốc Thuận Family Anova. Ủa gì kìa vậy? Ăn luôn à hả? Đâu, phòng nào đâu? Gõ cửa đi, gõ cửa. Uống sữa cho con. Ôi, còn một lớp cửa nữa hả? Mở cửa cho tôi đi. Yeah. Alo. Hello Pepsi, chào đi. Rồi, wow, phòng này, cái giường này cũng được trang trí. Welcome gì vậy? Anova. Wow. Ở ngoài có một cái lan can rồi. Đẹp quá. Bây giờ trước khi khám phá ban công, hãy cho tôi khám phá cái toilet được không? Đâu, vô coi. Đâu. Đây. Đâu. Ủa trời đất ơi, vô nằm luôn rồi hả? Đó, nhìn dễ thương chưa, dễ thương chưa? Thôi bây giờ, chắc là nhờ bạn Candy mở cửa để cho tôi có thể khám phá ban công của bạn. Ban công. Cái view rất là đẹp nha. Rồi, đây là một view. Ở ngoài kia là một view nữa. Cái trên này chúng ta có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố Nha Trang. Có cái sân bóng đá nữa kìa. Rồi, và bên kia cũng có một cái view nữa. View này, đứng đây mình có thể thấy được biển Nha Trang nha, toàn cảnh biển Nha Trang luôn. Bên cạnh đó thì Anova còn có những cái khu để mà giải trí dành cho trẻ em, cũng như là hồ bơi, phòng tập gym, chút nữa mình sẽ khám phá gì đó nha cả nhà. Và bây giờ thì phải nói rằng là rất là cảm ơn Anova đã có một sự tiếp đón rất là dễ thương, rất là đáng yêu với dòng chữ welcome Anova. Cảm ơn ban giám đốc cũng như là ban quản lý, cũng như là các bạn nhân viên của khách sạn Anova Nha Trang. Gia đình Quốc Thuận cảm thấy rất hài lòng. Năm sau ghé nữa, không chừng, vài tháng ghé nữa.